Con có biết không, vừa mới gặp lại con, mẹ không muốn đi chút nào hết. Nhưng thời hạn nghỉ phép đã hết, ba mẹ phải chuẩn bị trở qua bên đó. Hay là con đi chung với ba mẹ nghe. Mẹ ơi, con không muốn xa chị đâu. Mẹ qua bên đó còn có ba, con ở đây có một mình buồn lắm. Mẹ cho chị ở đây chơi với con thêm một thời gian nữa đi. Chừng nào mà con chán á, thì con sẽ trả chị về cho ba mẹ. Bây giờ mẹ mới nói tới chuyện của con nè. Ủa, con có chuyện gì đâu mà nói. Con nói là con có người yêu, tình cảm giữa hai đứa rất tốt. Vậy mà từ lúc ba mẹ về, chị của con về, cả nhà mình sum họp cũng chẳng thấy mặt mũi bạn trai của con đâu hết. Vậy là quan hệ tốt hay sao? Tại thời gian này giữa tụi con có xảy ra một chút xíu chuyện hiểu lầm, cho nên... Nào giờ ba mẹ luôn tôn trọng quyền tự do của các con mà, chưa từng ép buộc các con làm chuyện gì, đặc biệt là chuyện tình cảm. Ba mẹ chỉ nhắc nhở, phân tích để các con nhìn thấu vấn đề, còn quyền quyết định vẫn thuộc về các con mà. Hơn tháng nữa chị con cũng hết thời hạn ở lại Việt Nam rồi. Theo ba, con nên thu xếp để theo ba mẹ ra nước ngoài theo học chương trình tiến sĩ. Cả nhà mình sẽ có điều kiện sống bên nhau. Nếu như tình yêu của con với người bạn kia đủ lớn thì khoảng cách địa lý cũng đâu là gì. Ba, dù có đi theo ba mẹ thì em Khánh Hà vẫn phải hoàn thành xong học kỳ này. Trong thời gian đó, để cho em bình tâm suy nghĩ, nhìn lại mối quan hệ giữa hai người. Dạ, con sẽ cho ba mẹ biết lựa chọn của con vào một ngày gần nhất. Ba mẹ cứ yên tâm đi. Còn con, chuyện tình cảm của con ra sao? Ở bên đó, sau giờ học, con phải phụ mẹ nuôi của con, nên gần như con chưa nghĩ tới chuyện riêng tư. Khi mẹ nuôi con mất, con phải tự xoay sở để học master. Con còn đang xin về đây để thực tập mà. Cho nên mẹ đừng có lo, chưa có một chàng trai nào lọt vào mắt của con hết. Cô ta có bị điên không vậy? Điên vì tình cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng sao anh có vẻ tức giận vì chuyện của Đăng Di vậy hả? Không phải là anh hận cậu ta và không muốn cậu ta hạnh phúc hay sao? Tôi nói thật, đương nhiên là tôi không muốn anh ta hạnh phúc. Tôi tức giận là tôi nghĩ tới anh thôi đó. Có khi đây cũng là chuyện tốt. Thiên Kim dám làm chuyện động trời như vậy, chắc chắn nó sẽ không bao giờ tha thứ cho Thiên Kim. Nếu bị đuổi khỏi Phát Đạt, tình yêu mà Thiên Kim dành cho nó sẽ từ từ biến mất. Cậu Khởi. Dạ. Cậu ở nhà chơi, Thím đi công chuyện chút. Thím định đi đâu vậy? Để con chở Thím đi. Thôi, đường núi khó đi lắm, cậu cứ ở nhà chơi với ổng đi. Thím đi một chút, Thím về. Dạ. Khởi, Khởi à, vô đây uống trà với chú nè con. Dạ. Nè, con uống thử coi. Trà hôm nay á, chú có pha thêm chút qua lại. Dạ, cảm ơn chú. Chú Bảy, sao chú không đi chùa với Thím vậy? Hay là tại vì con nên chú Bảy phải ở nhà tiếp con? Bà đâu có đi chùa. Rồi rảnh á, là bà ra chỗ bà chủ để sám hối. Bà chủ? Sám hối. Bà chủ ơi, tôi đã biết lỗi của tôi rồi. Xin bà chủ nghĩ tình tha tội cho tôi.
Đừng bắt con gái tôi phải chịu hậu quả vì sự ích kỷ của tôi. Tôi van xin bà chủ. Chú vừa nói người đàn bà bị rớt xuống vực là một họa sĩ hả chú? Bà chủ là họa sĩ có tài, chồng là doanh nhân giàu có, vậy mà yểu mạng, thiệt là đáng tiếc. Là doanh nhân? Ừ. Trong lĩnh vực bất động sản ở phía Nam thì không ai không biết tên tuổi của ông Trương Phát Thuận và tập đoàn Phát Đạt. Thật ra trước kia chú từng là tài xế riêng của ông Thuận, sau đó thì có xảy ra một chút chuyện khiến cho thím của con giận ông Thuận phát. Tới lúc vợ ông ấy bị nạn, thím nhìn thấy bà chủ bị xô ngã chứ không phải là tự té. Nhưng mà thím thì sợ liên lụy nên giấu nhẹm luôn. Rồi bây giờ thím có ý định nói cho gia đình họ biết không chú? Nói ra để làm gì? Ngoài việc khiến cho người thân của họ thêm đau lòng, chuyện xảy ra lâu vậy, gần 20 năm rồi còn gì. Bây giờ mà có tố giác thì cũng đâu có điều tra ra được gì hả con? Vì thím của con cũng đâu thấy rõ mặt mày hung thủ. Thôi, cứ để mọi chuyện trôi vào quên lãng đi. Chuyện này mình có nên nói cho anh Đăng Duy biết hay không đây? Hay là mình nói cho anh Tuấn Kiệt biết? Ủa, mà hồi nãy em thấy anh với anh Đăng Duy nói chuyện gì mà căng thẳng quá vậy? Đăng Duy nhờ anh giúp á, tìm hiểu một số chuyện. Chuyện hả? Ừ. Chuyện gì? Thì dạo gần đây nhà của Đăng Duy xảy ra rất nhiều chuyện. Đăng Duy nghi ngờ là có ai đó đã hãm hại gia đình của anh ta. Thêm nữa, Mỹ Ngọc lúc này hay mê sản, nó nói thấy ai đó đã đẩy mẹ nó xuống vực. Đăng Duy nhờ anh giúp mấy chuyện đó thôi. Vậy anh có nghĩ là anh Đăng Duy nói đúng không? Có người hãm hại gia đình ảnh? Không loại trừ khả năng hãm hại, nhưng không có dấu vết gì cụ thể hết thì biết được đâu mà lần. Còn vụ của bác gái thì xảy ra lâu lắm rồi, nếu có hung thủ thì cũng khó mà tìm. Tại vì bạn bè nhờ giả cho nên anh chỉ nói xui miệng thôi, chứ đâu có rảnh đâu mà làm mấy chuyện tào lao đó. Ăn cơm đi. Anh Tuấn Kiệt bây giờ khác trước nhiều rồi, cho dù mình có nói ra anh cũng không giúp anh Đăng Duy đâu. Hay là mình nói trực tiếp cho anh Đăng Duy biết? Chú Bảy nói đúng, giờ mà để anh Đăng Duy biết vụ này cũng chẳng thể tìm ra hung thủ, chỉ làm cho anh đau lòng thêm thôi. Khó xử quá.